Các kim tự tháp cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một lý giải tương tận về cách chúng hình thành, dù đã có nhiều giả thuyết khác nhau của những nhà nghiên cứu, nhà thám hiểm, giống như vết cắt kỳ lạ của tảng đá khổng lồ này. Trước khi nói về một lý giải của riêng mình, chúng ta sẽ đi dạo quanh kim tự tháp với chuyến khám phá của tiến sĩ Derek Miller, người Canada. Kim tự tháp vĩ đại là công trình kiến trúc cao nhất do con người tạo ra đã gần 4.000 năm. Chỉ bị tháp Eiffel vượt qua một khoảng lớn vào năm 1889. Kim tự tháp này cao 147 mét. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhận định của tiến sĩ này về các kim tự tháp được xây dựng bằng cách nào. Điều gì làm các kim tự tháp thậm chí còn ấn tượng hơn? Có phải những công trình kiến trúc này đã được xây dựng cách đây hơn 4.500 năm, khi người Ai Cập không có các bánh xe lăn hay vật liệu thép? Kim loại duy nhất có sẵn là đồng và hợp kim của đồng. Sẽ cần khoảng 2 triệu viên đá để xây dựng kim tự tháp đó. Tôi gọi chúng là những tảng đá khổng lồ, khoảng 1,5 tấn, 3 tấn và thậm chí lớn hơn. Kim tự tháp sẽ mất khoảng 20 đến 30 năm để hoàn thành. Đó là một khoảng thời gian dài, nhưng nếu bạn nghĩ về số lượng đá, một vài triệu viên đá trong mỗi kim tự tháp, bạn sẽ phải đặt một viên đá khoảng 3 phút mỗi lần. Nếu bạn coi một ngày làm việc bình thường như một ngày làm việc 10 hoặc 12 giờ, không ai biết họ đã xây dựng nó thế nào. Nó vẫn là một bí mật, nhưng rất nhiều người cố gắng làm thứ tốt nhất để cho bạn một số thông tin về cách họ đã xây. Nhưng chúng ta phải nói rằng nó là bí mật. Ngày tháng hay cách họ xây dựng không có dấu hiệu nào, không ai biết. Không có kế hoạch nào tồn tại để cho chúng ta thấy cách các kim tự tháp được xây dựng. Vì vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi đây là chủ đề của vô số thuyết âm mưu liên quan đến người ngoài hành tinh, du hành thời gian hoặc là công nghệ đặc biệt. Có một huyền thoại ít xa vời hơn đã được chấp nhận rộng rãi rằng các kim tự tháp được xây dựng bởi các nô lệ. Nhưng những khám phá gần đây cho thấy những người xây dựng kim tự tháp hoàn toàn không phải là nô lệ. Họ là những công nhân lành nghề. Những ngôi mộ được bảo quản tốt gần các kim tự tháp cho thấy sự lao động chăm chỉ và hy sinh của họ đã được đền đáp. Nếu những công nhân này đã từng là nô lệ, họ sẽ không nhận được sự mai táng danh giá như vậy. Nhưng làm thế nào họ thực sự quản lý để xây dựng kim tự tháp? Một trong những điều tôi thấy thực sự thú vị là người Ai Cập không biết về bánh xe. Họ thậm chí không thực sự sử dụng con lăn theo như cách chúng ta có thể nói. Ý tôi là những tảng đá này sẽ được chở qua sa mạc trên những chiếc xe trượt. Có một sơ đồ nổi tiếng về bức tượng khổng lồ này được kéo bởi 172 người đàn ông và rằng bức tượng đó có thể nặng ở đâu đó với trọng lượng 68 tấn. Điều này thường sẽ tạo ra nhiều ma sát, nhưng cát nằm ở phía tây, phía trước xe trượt. Thí nghiệm cho thấy điều này sẽ giảm một nửa lực kéo cần thiết. Đá bên trong của kim tự tháp này đều là đá vôi, mềm hơn và dễ xử lý hơn một chút. Bạn có thể tưởng tượng họ đang làm việc với những chiếc đục đồng mà họ có. Một số khối đá này có thể đã được thực sự cưa bằng cách sử dụng cưa đồng, và anh ta sẽ không nghĩ rằng đồng thực sự có thể cắt được đá. Nhưng nếu bạn đặt một chất mài mòn vào đó như cát, bạn thực sự có thể làm mòn đá. Có lẽ sẽ là một công việc rất khó khăn và tốn nhiều công sức. Điều mà bạn không thực sự nghĩ đến là khi bạn xây dựng một kim tự tháp, bạn cần phải xây dựng trên mặt đất bằng phẳng. Bạn thực sự có thể thấy ở đó họ đã phải san bằng mặt đất ở đó như thế nào. Người ta suy đoán rằng sông Nin ngập lụt, họ đưa nước lũ vào một con kênh và xem các phần cao nằm ở đâu. Vì vậy, bên trong được làm bằng đá vôi này, bên ngoài của kim tự tháp này thực sự được làm bằng đá granite, cứng hơn nhiều.
Tôi đang ở mỏ đá Granite, nơi họ sẽ khai thác những viên đá được sử dụng trong các kim tự tháp ở Giza. Bây giờ đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc bởi vì nó cách Giza gần 1.000 km. Và khi lũ lụt, nước sẽ tràn qua đây ngay lập tức để họ có thể di chuyển tất cả đá khai thác ở đây, những khối đá Granite này. Họ có thể chuyển nó trở lại Giza và sử dụng nó trên các kim tự tháp. Những thứ này lẽ ra phải được thả trôi trên bè. Bây giờ, khai thác đá sẽ thực sự khó khăn. Đá hoa cương là một trong những loại đá cứng nhất vì nó chứa thạch anh và thạch anh trên thang độ cứng là khoảng 7, trong khi kim cương là 10. Vậy làm thế nào bạn có thể đào một rãnh khổng lồ như vậy? Về cơ bản, kỹ thuật chỉ là đập đá Dolerite vào đá Granite, lặp đi lặp lại. Một lần nữa, họ sẽ đạt được tiến bộ khoảng 5 mm mỗi giờ. Vì vậy, không có tài liệu rõ ràng về cách các kim tự tháp thực sự được xây dựng. Nhưng phỏng đoán tốt nhất là các đường dốc đã được sử dụng. Và trên thực tế, một số đường dốc đã được tìm thấy trên các kim tự tháp chưa hoàn thiện. Nhưng bạn không thể chỉ xây dựng một đoạn đường thẳng dọc theo đoạn đường thẳng và tiếp tục đặt các tảng đá lên. Ý tôi là vấn đề với điều đó là đoạn đường nối thực sự chiếm nhiều vật liệu hơn chính kim tự tháp. Tôi nghĩ rằng một đoạn đường nối bao quanh các kim tự tháp có lẽ là điều có thể xảy ra. Nhất, phần 3 trên cùng của chiều cao kim tự tháp thực sự chỉ chiếm khoảng 4% của tất cả các vật chất trong kim tự tháp. Đó là lý do tại sao người ta nghi ngờ rằng các tín đồ thực sự đã được sử dụng để hoàn thành kim tự tháp để lên cấp độ cao nhất. Bây giờ các kim tự tháp đã bị phong hóa. Rõ ràng, nhưng trước đây chúng sẽ có màu trắng sáng hơn vì người ta sử dụng một loại đá vôi trắng để phủ toàn bộ bề mặt của kim tự tháp. Và phần trên cùng có thể được bao phủ bởi electrum, một hỗn hợp của vàng và bạc. Vì vậy, nếu bạn có thể tưởng tượng, đó sẽ là một công trường khá ngoạn mục. Lý do các kim tự tháp này có hình dạng như vậy là vì chúng tượng trưng cho tia nắng mặt trời. Hãy tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào khi lần đầu tiên nó được xây dựng với một lớp kim loại sáng bóng và lớp hoàn thiện trắng mịn trên tất cả các công trường đó. Tôi nghĩ đó sẽ là một cảnh tượng đáng xem. Sau đây chúng ta cùng thử xem xét một thí nghiệm thú vị của tiến sĩ Mueller. Một vật nặng khoảng 40 pound, khoảng gần 19 kg, rất khó để có thể dơ lên cao với điều kiện thông thường. Phải khá gắng sức, tiến sĩ mới có thể dơ được lên cao. Tuy nhiên, khi con quay bằng thép này được tạo đà cho nó tự xoay quanh chính nó với tốc độ khá cao, chúng ta hãy quan sát chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, việc giơ tay lên cao chỉ với một tay cầm ở phía đầu cán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này cho thấy khi một vật có sự dao động, rung động đến một mức nào đó, dao động của nó sẽ làm giảm trọng lực. Hay nói cách khác, dao động riêng của nó làm giảm bớt dần. Các như thông tin từ trên cho thấy, số lượng đá xây dựng kim tự tháp là rất lớn, hàng triệu khối đá, rất nặng, từ một vài tấn đến nhiều chục tấn. Việc vận chuyển nó từ các nơi xa về xây dựng kim tự tháp là điều rất không khả thi nếu bằng sức người thông thường. Vì vậy, cá nhân người đọc cho rằng kim tự tháp được xây dựng bởi một nền văn minh trước nền văn minh hiện nay hoặc của nền văn minh đến từ ngoài trái đất. Tiếc là sau những biến cố nào đó trên trái đất, họ đã không còn hoặc đã rời đi. Vết tích còn lại chỉ là những di tích bằng đá nằm rải rác không chỉ tại Ai Cập mà còn ở một số nơi khác trên bề mặt trái đất, bao gồm cả đáy biển Atlantic. Quan trọng là nền văn minh đã xây dựng kim tự tháp này đã có khả năng giải quyết được vấn đề trọng lượng rất lớn của rất nhiều khối đá. Giả sử một khả năng là họ có thể nạp năng lượng cực lớn cho các khối đá khiến các phân tử đá dao động rất mạnh, làm cho khối đá mất dần trọng lượng, tương tự như thí nghiệm trên. Các khối đá trở nên nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí có thể ở trạng thái nơ lửng. Khi trình độ của họ đạt được kỹ thuật có thể làm cho các khối đá lơ lửng, thì việc họ có các kỹ thuật cắt gọt chính xác như những gì chúng ta đang thấy là điều không khó.
Ngoài ra, một khối đá thậm chí có thể được tính toán, cắt gọt và sắp đặt với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Nên việc xây cất, tiến hành và quản lý, giám sát việc xây dựng kim tự tháp phần nhiều nhờ tự động. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, năng lượng trong đá được rút đi, các khối đá trở lại trạng thái ban đầu với trọng lượng lớn, sẽ làm thành một công trình kiên cố và vững chắc. Với giả định như trên, thì việc xây dựng kim tự tháp với kỹ thuật làm giảm bớt trọng lực có thể giúp lý giải bài toán xây dựng các kim tự tháp khổng lồ với nhiều khối đá lớn trở nên có lý phần nào. Tuy vậy, câu hỏi lớn lại đặt ra là họ xây dựng kim tự tháp để làm gì? On an exact north-south axis. The Great Pyramid still holds many secrets.